Ok, và cho nên em là chưa biết thì tối thứ bảy tuần này thì mình sẽ có tổ chức event đấu trường chân lý ở trên Nonola này. Thì cái link phòng của mình tổ chức thì mình sẽ để ở phía dưới phần bình luận và mô tả nha em ơi. Tối thứ bảy tuần này nha, lúc 7 giờ nha. Thì anh em chơi top 1, top 2, top 3 đều có quà cả. Và những anh nào chỉ xem thôi, không cần chơi, tương tác với mình cũng sẽ nhận được kẹt điện thoại 50 đến 100 và cùng rất là nhiều phần quà khác nha. Nếu như em nào có muốn tham gia thì đừng quên bấm cái nút theo dõi trên đây nha. Và online đúng lúc 8 giờ ở lúc 7 giờ tối thứ bảy nha em ơi, thì mình sẽ mời những bạn online trên kênh nha. Ok, và chúc anh em CV đều vui vẻ. Hello tất cả anh em nha, và chào mừng anh quay trở lại với channel của mình là Bill đây, và chào mừng anh quay trở lại với cái series mà Bill Sergi chơi đấu trường chân lý nè em ơi. Thì tiếp tục quay trở lại với những cái giáo án mà mình muốn gửi tới tất cả anh em nha. Thì giáo án này thì cũng có thể anh em áp dụng để leo rank được nha anh em ơi. Thì video ngày hôm nay mình sẽ cố gắng mình làm gọi là siêu cấp April level 3 ở ngay level ở lộn 3 sao ở ngay level 6 nha anh em ơi. Đây là một cái thử thách mà nó rất là khó khăn luôn á. Nhưng mà đây là một cái đội hình mà mình nghĩ là cũng rất là mạnh để giúp anh em leo rank nha. Đây là một đội hình cực hot và mình cũng nghĩ là rất là ít người chơi. Và một điều quan trọng là ít người chơi thì không có ai dành với anh em để anh em build cái đội hình này cả. Nếu có người dành thì mình nghĩ là chỉ 1 đến 2 người thôi. Anh em vẫn có thể là cạnh tranh và chắc chắn nằm trong top 4 nếu như anh em có đồ chuẩn và chỉ cần lên được hết 2 sao thôi thì anh em đã có thể nằm trong top 4 mà chắc chắn rồi đó. Và nếu như anh em muốn chơi lớn thì anh em cứ chơi lớn như mình ở trong video này nè. Mình sẽ cố gắng mình nâng lên hết 3 sao những tướng trong cái đội hình mình nha. Nhưng mà quan trọng nhất là vẫn là con April anh em ơi. Mình sẽ roll nó lên 3 sao ở ngay level 6 luôn. Và mình sẽ build cho nó một cái build đồ gọi là build thế giới luôn, build chuẩn không cần phải chỉnh nha anh em ơi. Và cái build này nó có thể phải nói là cũng có thể là tùy vào trường hợp mà anh em có thể thay đổi một chút nha. Giống như là gặp sát thủ á, thì anh em có thể thay ma vũ hoặc là các kiểu nếu như tùy trường hợp. Nhưng mà cái build này là cái build mà nếu như không có quá là nhiều trở ngại thì mình nghĩ là anh em cũng nên chơi thử cái build này với April. Nó bắn một phát thôi là mấy ngàn đam là cái thật nha. Mình không nói láo đâu. Tí nữa mình sẽ cho anh em thấy cái sức mạnh khủng bố của con April gánh tem ở trong meta hiện tại. Cái con April này là sự đã nổ rất là lâu rồi. Nhưng mà ngày xưa thì người ta không thích chơi cho lắm tại vì nó bắn khá là yếu. Nhưng mà gần đây thì nó nổi cực kỳ nổi. Mình nâng lên level 6 đã. Rồi muốn roll gì roll anh em ơi. Đội hình của mình toàn là mày tiểu học không à. Level 1 với lại hai con, bốn con giống nhau luôn nè. Vãi thiệt. Ông này kiếm khách cát nè, ông này mãnh thú, ông này lửa với chịu hồi các kiểu, lại cát nè, phù thủy nè. Ok, nhiều anh em chơi đội hình khác nhau quá nhờ. Ok, và nếu như anh em có ý tưởng nào hay đừng quên bình luận ở phía dưới nha. Mình thấy ok là mình làm giúp cho anh em luôn nha, để thực hiện mong muốn của anh em. Cái nào hay thì mình làm luôn, như là các kiểu level mấy có con 3 sao hoặc là build đồ như nào đó nào mà anh em thấy hay mà mình chưa được tìm ra thì hãy đừng quên bình luận ở phía dưới. Mình xem mình thấy ok mình thử rồi làm luôn cho anh em nha, được không? Ông này chắc lại chơi mày cái meta cá sống ở trong rừng rồi, mất chủ thắng rồi anh em. Gặp cái meta nào mạnh quá, với lại mình yếu quá. Mùn đô nè, rồi mình sẽ roll một chút nha. Barum nè. Đây là những con khi mà anh em chơi đội hình của mình á, anh em cần lấy nha anh em ơi. Thứ nhất, Mundo, Volibi, On, April, Olaf. Và nếu như anh em chơi set á, thì anh em có thể là chơi cặp đôi On với Volibi nha. Còn nếu như anh em muốn chơi băng tộc á, thì anh em băng tộc cùng chiến á, thì anh em có thể bỏ vào Volibi, Olaf với Mundo và kẹp độc ở cuối game nha anh em ơi. Cái đội hình này rất là dễ chuyển bài và rất là dễ xoay luôn á, xoay cái tất cả đội hình này qua đội hình nọ. Thì tại vì nếu như lúc đầu anh em bít qua quýt á, có băng tộc qua thì nên cũng có thể chuyển qua mạnh thú cũng được đấy. Nhưng mà mình thua tiếp rồi nè, đội hình của mình nó còn yếu quá. Yếu là mình chưa xài tiền thôi nha anh em ơi, chưa xài tiền thôi nha, xài một phát thôi là lên lại chứ gì đâu mà căng. Mình có một cái nước mắt cho Valero nè, có một cái Nico cung gỗ, một cái vỏ sò, một cái đai lưng. Nếu mà được thì mình sẽ lấy nước mắt nha. Mình lấy cho con April một cái quyền trượng để đại thiên sứ à. Và mình nghĩ là April là cũng cần một cái quyền trượng thôi chứ không có cần đến hai cái đâu em à. Nghĩa là một là quá đủ rồi. Hai cái thì nếu như em nào giàu quá hoặc là muốn chơi lớn á
Thì nên cho hai cái mất mẹ cái quyền trượng rồi, tuyệt vời. Vậy lấy gậy quốc khổ đi. Gậy quốc khổ này tí nữa mình sẽ ghép cho nó một cái găng bảo thạch anh em ơi, bắn siêu thốn. Nếu như mình so sức mạnh với cái găng bảo thạch với cái mũ phù thủy thì mình sẽ chắc chắn là đánh giá cao hơn cái găng bảo thạch ở con April nha. Còn mũ phù thủy ở trên ở những con pháp sư á là nó lại là một cái chuyện khác nha anh em ơi. Còn nếu như mình so sánh cái đồ mà con April nên mang găng bảo thạch hoặc là mũ phù thủy thì mình chắc chắn luôn là mình sẽ chọn là găng bảo thạch nha. Bắn cực đầu April 2 ngại sờ luôn. Chưa 2 hả? What the? Mình lộn anh em. Mình tưởng ông Vlad của mình đang đứng là con April. Từ April lên 2 là ngon luôn chứ. Ok, là 4 băng tộc cái nhẹ đây. Cũng được. Cũng được anh em ơi. Cái đồ hình này nè, anh em xoay rất là dễ, xoay sang đồ hình hộ vệ xét sát thủ á, đang cực kỳ mạnh nha. Mình nói thật luôn, cái đồ hình hộ vệ xét và sát thủ anh em ơi đang rất là hot luôn. Nên cái đồ hình này vẫn là xoay được nha. Nhưng mà trận này mình thấy anh em chơi cát khá nhiều nên mình không có đánh giá cao cái hộ vệ trong trận này lắm. Nên mình sẽ chơi băng tộc đây. Băng tộc khắc chế đây anh em ơi. Anh em chơi cát nhiều quá. Ông này mới chưa có 4 cát rồi, quăng hộ vệ chết mẹ luôn á. Với lại hộ vệ gặp mấy con mà cái sáu ngủ trong rừng anh em cũng hơi mệt đó, không có đang quýnh mùn đồ bờ râm. Ui có cả Olaf luôn rồi nè, ngon. Được rồi, năm băng quốc mình thiếu con nào nữa ta, thôi kệ đi, lấy 4 băng quốc là đủ rồi. Ba cùng chiến ngon hơn. Và lay thì roll được lúc thì bỏ vào lấy 6 băng quốc, còn không thì thôi 4 băng quốc là đủ rồi. Cái đồ hình chuẩn của mình muốn chơi á, Evolibi 2. Cái đồ hình chuẩn của mình muốn chơi á là 4 băng quốc, 3 cùng chiến, 2 hộ vệ, 2 xét và 3 độc nha. Và 2 xạ thủ nữa. Đây là cái đồ hình phải nói là cực kỳ mạnh ở phiên bản hiện tại. Và nó cũng rất là dễ chuyển và rất là dễ xoay đồ hình cho anh em là chưa biết nha. Anh em chơi cát với kiếm khách nhiều ác liệt dễ. Tự nhiên trận này anh em chơi đúng kiếm khách đúng nhiều luôn. Thắng đây lấy tiền lãi coi nè các bạn. Red hơi nhây đó. Ok, 50 đồng, ngon. Roll tiếp nha, mình sẽ roll April level 3. Alo, April 3 style ở ngay level 6. Và mình thấy là, wow, thấy không anh em ơi. Mình lướt qua một vòng nha là không có ai chơi đồ hình mà có con April này cả. Và nếu có chơi á thì cũng chỉ là 1 đến 2 người thôi. Nên mình nói là cái tỷ lệ tranh nhận cái đồ hình này rất là ít. Mà sau khi mình ra video này thì không biết ít hay không thì hên xui nha anh em. Hên xui nha. Video này nhiều. Nếu mà nhiều view á thì chắc chắn là đồ hình này sẽ được chơi nhiều rồi. Còn ít view thì hên xui. Anh em nào biết chơi thì chơi, không biết chơi thì chơi. Ui đồ ngon. Đồ ngon luôn anh em. Nice sir. Cái đồ chuẩn mà mình đang muốn ép nè. Wow, tuyệt vời quá. Nước mắt quyền trường luôn. Cái April nè. Với lại găng bảo thạch nè. Nice sir. Giờ nó biết còn cần cái gì nữa không. Còn một cái kiếm vô cực nữa. Còn một cái vô cực kiếm nữa là chuẩn bài. Mình run tí đã. Run April 2 đã. Ok. Ok. Nãy sợ. April Rota. Ok bắn đi em ơi. Giờ mạnh lắm rồi đó April. Mặc dù April chỉ mới một style anh em ơi, nhưng mà đồ của nó thì phải gọi là bao chất nha. Cái này là đồ thế giới luôn á. Đồ thế giới luôn. Bắn phát nào là chất lượng phát đó. Tí và like mình cho anh em xem. Một quy là một mạng với April 3 style nha. Một quy là chắc chắn là có một mạng. Nếu như không phải bắn cho thằng Tăng có giáp gai hoặc là mà mày cái vút rồng cái kiểu á thì bắn một phát sao chết nổi. Volibi nè. Bờ rơm nữa nè. Ngon. Volibi. Wow. What the. Lên 3 sao luôn. Được.
Mày Ron Volleyball là 3 sao mà Ron April chưa lên được 2 sao. Đùa à? Đùa mình sao vậy anh em? Anh em chơi các kiếm khách với cái 6 ngủ trong rừng là mắc nhiều. Tại vì cái meta hiện tại là cái meta và gọi là cái 6 ngủ trong rừng anh em ơi. Với lại kiếm khách cộng các nên anh em chơi nhiều lắm. Còn cái đội hình này thì anh em không có dành đâu. Chơi thoải mái. Nếu mà anh em đã biết cái đội hình này thì chơi thoải mái luôn. Hôm nay con Cinderella nổ ác thiệt vậy. Cinderella gánh team cực nực luôn. Nổ phát mà team mà chết hết luôn kìa. Đồ chắc á. Đồ của April mình luôn này anh em ơi. Nó copy đồ của mình kìa. Giỡn rồi. Giờ mình tí nữa mà đi chợ. Mình sẽ lấy thêm một cái găng đấu tập nữa nha. Mình ghép cái vùng kiếm cho April. Vì là đồ chuẩn April mà mình muốn ghép á. Đó chính là găng bảo thạch nào, quyền trưởng đại thiên sứ nè, và cả là cuộc kiếm nha anh em ơi. Mình roll April 2 đã, nãy giờ nó chưa lên 2. What the fuck, roll April mãi đéo ra lên 2 gì các bạn. Hắc à, bán là ta, bán chuột đi nhờ, bán chuột mua bờ rơm đi. Hé April kìa. Ron Brom sắp 3, Mundo sắp 3, On sắp 3, Volley 3 luôn rồi. Mà chưa lên được April 2. Cái đậu xanh rau má đó nha. Hơi bị cay đó. Cái thằng đem chính của tôi mà nó không được tỏa sáng là hơi bị cay đó các bạn. Ui. Nhưng mà vẫn mạnh hả? Mạnh thì vẫn mạnh thôi. Đâu ai dành đâu anh em. Nên lên 3 sao cực kỳ dễ luôn. Có lên, Volibee. Nice, kẹp. Nice, kẹp thằng kia luôn. Úi xời. Tưởng như thế nào. Ok, mình cần găng nấu tập có không? Không có găng nấu tập luôn. Nice. Mấy cày thế. Mình lấy cái thì vàng lên em ơi. Mất thì vàng luôn, tuyệt vời. Không có nước mắt luôn. Có gì lấy gấp lưới đây. Vãi đái thật. Buồn ghê anh em. Mình tính lấy nước mắt, lấy cái cầm lặng cho Olaf bây giờ mà không có luôn. Không có thì vàng luôn. Không có gần đấu tập luôn. April 2. Wow. April, wow. Giờ nó mới ra nhiều nè, bờ rông nè, bán chuột đây. Bờ rông sắp 3 luôn nè. April, có chuột, uầy. Ra hơi nhiều nha, bán nào đó ta. Mình lại bán Olaf đi ta. Olaf đi nhờ, trời lớn đi. Giờ mình nuôi April mà. April nè, ok, April 2 con 2 sao rồi, hợp lý rồi đó. Uầy, bắn phát bị chóng 5 giây mẹ rồi. 4 giây sao á, mình nhớ không nhầm là có 4 giây à. Cố lên anh em. Đồ của chúng tôi, April của chúng tôi mạnh lắm đó nha. Bắn đi. Uầy. Hơi yếu. Cái món này mà muốn mạnh thì phải có vô cực anh em ơi. Phải có vô cực. Ui, April bắn thêm cái nữa là được rồi. Bị độc anh em à. Sao cho kêu mất chậm luôn. Ok, bờ rơm 3 sao. Được của nó luôn. Giờ chỉ cần tìm con On à, April với lại Mundo nữa là cái đội hình của mình 3 sao hết luôn. Trừ con Olaf này 4 đồng thì 3 sao khó quá. Mình mong là tí nữa đánh quái nó rớt ra một cái găng đấu tập nữa là đồ chuẩn của April luôn á. Găng bảo thạch, vô cực kiếm và quyền trưởng đại thiên sứ. Đây là 3 món mà khi anh em có đủ cái bộ 3 này thì anh em bắn một phát thôi là anh em sẽ cảm nhận được cái độ green khi mà anh em chơi April luôn. Là anh em sẽ muốn chơi cái đội này hoài luôn anh em ơi. Mình nói thiệt đó, không đùa với anh em đâu, mạnh cực kỳ luôn. Đó, một bắn đâu kìa. Bắn tiếp đây, nãy sờ. Này thì kiếm khách của chúng tôi. Có lên. Ui, coi kìa.
cái đầu mình không có giúp ga cho con Broom. Có là mày mấy thằng này là tuổi với mình à. Ok không sao không sao, mình còn khá là nhiều máu, đội hình của mình giáp vàng mà. Mundo nè, ngon rồi. Và thử đánh quá này rớt ra cái đồ nhân phẩm hay không nha. Giờ mình chỉ cần hai con April thôi là mình lên được April 3. Một cái Nico mà mình vẫn là level 6 nha anh em ơi, vẫn là level 6. Nếu mà anh em muốn chơi cái đồ hình này chuẩn á, thì anh em nên up level 8 sớm nhất có thể nha. Để anh em lấy 4 băng quốc, 3 cùng chiến, 2 hồ và 3 độc xét thì anh em có thể bỏ hoặc không, tùy anh em thôi. Nhưng mà có độc là khắc chế mấy bộ pháp sư với lại mấy anh kia cũng chịu hồi cũng khá là ngon á. Sinh dịch chuột á, kích cái hệ xạ thủ cho con April đó bắn nữa, rất là mạnh. Ba món cung gỗ nice, có găng đấu tập nè, hợp lý luôn rồi nha. Đồ chuẩn April nè nha anh em ơi, đồ thế giới nè. Giờ mình sẽ dùng đồ cho ai đây, collab được cho ai nữa. Có một cái huyết kiếm với cái ma vũ đi, sát thủ cũng hơi nhiều đó, mình nghĩ là sát thủ cũng hơi nhiều đó. Sát thủ cũng hơi nhiều nên em ơi, sát thủ hơi nhiều. Ma vũ thôi. Với lại cái này cho Olaf luôn đi. Ok. Trời ơi, April bắn rồi anh em thấy không? Khác biệt liền. Hôm nay CV 3 rồi. Ôi, Olaf còn đi ngang qua thằng Brom cho nó nảy nữa ba. CV 3 giải giới khó chịu thiệt à. Cái đầu xanh. À ok, mày nhảy đi con. Mày nhảy đi con à, tí mày gặp lại bố mày thì mày đừng có khóc nha. April nè. Giờ roll April 3 thôi. Không có tích tiền nữa rồi. April. Một con nữa, một con April nữa nào. Một con April nữa nào. Chuột nè. On 3 sao. Ok, một con thôi là đủ anh em ơi. Anh em xem April nó bắn nha. Bắn thằng tăng này hơi mệt anh em à. Nhưng mà bắn cũng chết chứ bộ. Uầy, một bắn kìa. Uầy. Uầy. Một mình nó giết 4 đứa luôn á. Hình như là 5 đứa luôn sao á. Vãi đái tọt. Một mình nó bắn một phát chết 5 đứa luôn. Kinh 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 kinh. Đấy, thắng ngay chứ đùa. Đam keo nhất luôn. Giỡn. Một đôi sắp 3 luôn nè. Một đôi 3 nè. Bán chuột ơi. Bán chuột là một đôi 3 đây. Ok. Còn Neko à, có nên xà không ta? Mình nghĩ là cứ từ từ, tại vì máu của mình cũng còn khá là nhiều. Mình muốn xà Neko này và con Olaf cho nó lên 2 hơn. Tại vì mình lỡ dùng đồ Olaf là 3 món luôn rồi. April thì chắc chắn là lên rồi đó. Mình roll thêm một tí nữa thôi, tùy vào nhân phẩm thôi anh em ơi. Lên được hay không là tùy vào nhân phẩm thôi. Không thì dùng Neko. Căng. Bắn nè. Nên nhìn nha. Uầy, 1100 đam. Mẹ ơi. Mẹ xin là ra nổ một phát. Thằng má April của mình chết luôn. Cinderella nổ có hơi ác bạn ơi. Chém nó Olaf. Come on. Đóng băng đi. Đóng băng. Hay quá. Được của nó luôn. Đùa với chúng tôi này. Mẹ mẹ Cinderella này. Ủa có một slot kìa. Có một slot kìa anh em. Chắc là không được mình rồi. Lấy sát thủ cũng không được. Rồi chỉ lấy băng tộc mới có hợp lý chút coi. Băng tộc hoặc là giáp thiên thần. Nghĩa là lấy băng tộc thôi. Băng tộc cho Mundo cũng được. Mundo hay là On cũng được. Lấy 5 băng quốc. Xong rồi tí nữa lên level 6 á. Level 7 chứ. Mình bỏ thêm một cái băng quốc nữa vô là 6 băng quốc luôn là hợp lý. April đi nè, April nè, April nè, April nè.
April đây. April nè, ok. April 3 sao? Ok, vậy là Mundo 3, Brom 3, Vli 3 3, On 3 với lại April 3 đồ 3 sao. Đồ chuẩn thế giới nha anh em. Giờ anh em sẽ được nhìn tận mắt những cái bán quy mà nó là siêu thắm vào lòng người của April luôn nè. Anh em nhìn đi, Discord mẹ một quy là chắc chắn là một mạng không chợt đi đâu được. Bắn đi em ơi. Đừng có bắn hụt nha. Đấy. Thằng này có cái nội tạng đây mà. Đấy, một quy là một mạng mà. Ui nó bắn hụt kìa, mấy nó. Một quy một mạng nè. Con này anh em nhìn nào, nhìn nào. Ba sao với chúng tôi. Một quy một mạng mà anh em. Mình đâu có láo này làm chi. Cái đồ chuẩn thế giới đó. Olaf nè, dùng nó cô luôn đi nhờ. Nhưng mà giờ dùng nó cô thì đâu có tướng bỏ vô nữa. Cứ để gì đi anh em. Mình roll nhiều quá mà khi mình lên nâng cấp mình không có tướng mình bỏ vô luôn, em hiểu sao rồi đó. Á, nhìn April bắn là nghiện anh em ơi, bắn là nghiện luôn. Tiếp tục xem đây. Đội hình của mình là nói chung là nó cũng không có quá là nhiều buff và nó cũng không có quá là mạnh, nhưng mà 3 sao nhiều quá tự nhiên nó mạnh anh em ơi. Còn cái bú băng này mình tính cho con tổ quýt đó. Rồi nó ra là tổ hơi nhiều nha. Đấy. Đấy, thằng này có ma vũ anh em ơi. À, cái thằng Maokai kia nó có ma vũ nên khi mà cái đòn bắn chí mạng của mình đó, nó không có gây đam, mình bị hoài à, cũng khá là ức chế. Nên April của mình nó bắn không được nhiều. Mới bắn cái thằng có ma vũ thì chịu. Bù đỏ à. Bù đỏ này mà cho con Olaf thì ngon phải biết cơ. Để mình ghép cái rìu đạn mới xài sớm quá anh em. Với lại mình bắt buộc phải ghép rồi, tại vì không ghép là thua mẹ luôn á. Đấy, chủ thắng liền anh em. Cái này nếu mà chơi chuẩn đồ hình đó thì anh em nâng level level 8 nha. Anh em bỏ tờ quýt với lại sinh dịch vào. Tờ quýt là thay cái con Olaf 1 nè. Với lại một slot nữa là anh em bỏ sinh dịch vào là anh em sẽ có 4 thằng quốc, 3 cùng chiến, 2 set và 2 hộ vệ và 3 độc nha. Đồ hình mà mày chuẩn sách giáo kho đó giúp anh em leo rank cực nhanh. Tại vì không ai giành nữa. Mình sẽ roll một chút nha. Rồi mình kiếm con Olaf 2 nè. Không mẹ nó. Lúc lửa à, lúc băng đâu ba. Olaf 2 đâu. Chuột nè anh em. Ok. Olaf nè. Bán chuột đi, trời lớn luôn. Ơ ngon. Được anh em ơi, được luôn. Hay quá, tự nhiên rất là món ghép được cái bù đỏ luôn, tuyệt vời. Bắn hụt gì April. Đó, một quy là một mạng nè, một quy một mạng nè. Đùa. Anh em thấy sao, anh em thấy sao? Nhìn thấy đã phê chưa, anh em đã phê chưa? Uầy, ông này có nút tuôn kinh quá nhờ. Nhưng mà tay của mình còn kinh hơn đây mà. Giết hộ luôn, này thì nút tuôn 9.300 đam từ vị trí của April. Nó bắn mới được có vài phát thôi nha anh em ơi. Bắn mới được có vài phát thôi mà gần 10.000 đam rồi. Phải đái thật. Giờ mình kiếm con tàu quýt đã. Có mắt tự nhiên nè. Nhưng mà bỏ vào thì cũng đâu có kích được cái hệ đâu. Hơi khó nha. Giờ kiếm tướng đã bỏ vô thôi mà cũng mệt nữa. Mình kiếm con qua quýt nữa anh em ơi. Kiếm qua quýt ở level 7 cũng khá là dễ mà. 20% ra khá là dễ chứ mà sao không ra. Để lấy 6 bằng bọc 6 bằng quốc đó. Ok, gặp bạn pháp sư. Bắn đi April ơi. Một quy nè. Ok, nó không chí mạng, nó không chí mạng. Bắn quy hụt kìa. Một quy 2.200 đam. Một quy chết luôn. Một quy một mạng. Một quy một mạng. Trời ơi, gần 9.000 đam nữa kìa. Đúng một gánh tem thiệt chứ. Cái con Ash nè, ok. Ok, bỏ Ash vào để kích cái bút cung thủ cho April đó, xạ thủ chứ. Cho mình April đó. Tụi nó bắn như nào. Tụi nó bắn đã thiệt chứ. Bắn cực kỳ phê luôn á. Còn ông kiếm khách với sát thủ này, cát với thép.
cái hệ thép này nếu như mà anh em one shot được nó thì nó cũng không có kịp bóp anti cho anh em ơi, nó không có kịp sạc cái nội tại của nó nếu mà bắn phát chết luôn. Trời bắn hụt kìa, vãi đái thật, nhưng mà bắn chúng là chết, bắn chúng là chết nha. Một quy một mạng, một quy một mạng, thằng này có bút bút thép rồi. Một quy một mạng, một quy một mạng, một quy 2.200 đam chết luôn. GG 13.000 đam cho April. Ok và tạm biệt tất cả anh em nha, và hẹn gặp lại anh em vào video sau. Chắc thằng nhớ like và share của mình nhé. Bye bye April one shot.